Gạo Khánh đi tôi quen với Khánh luôn à. Khánh Khánh sinh nó idol top top đó. Rồi nó ao mẹ rồi. Có ao đâu. Cái này chưa vô. Này dẫn dẫn bé thằng cu nó đi chơi thôi nhá, chứ nó đâu có bắn được đâu, nó bắn thằng cười lắm. Dạ không sao. Để anh đòm gặp em. Cái này có nói thiệt cái hả? Thiệt mà. Nghe giọng không biết hả? Nghe giọng biết hả? Nhận dễ thương hả? Lên. Cánh ơi. Bao nhiêu tuổi chào mọi người? Cánh Khánh Trình nó hết thời rồi, giờ đến thời của thằng Bill. Khánh nó tên hả? Khánh nhiêu tuổi rồi? Khánh nhiêu tuổi rồi? Hết thời của thằng Bill rồi. Khánh nhỏ tuổi lắm, chút ép à. Chút ép là bao nhiêu Khánh bao nhiêu? Không có chút ép đâu, lớn rồi, ông bà con nhất đầu, lớn rồi mà. Người ta lớn rồi chú cứ vậy không mà thiệt chứ. Nói đi Khánh, coi hỏi dạo này mọi người có nhớ Khánh không? Không còn ai nhớ Khánh đâu. Nhớ chứ. Nhớ mà. Anh coi hoài. Khánh coi thằng Bill mà Khánh đánh nó luôn, Khánh gặp nó, Khánh quýnh nó luôn. Giờ thời của thằng Bill rồi hả? Đúng rồi. Nãy chú Tuấn kêu xin chơi tối chơi Khánh mà Khánh không thèm luôn. À, chú Tuấn hết thời rồi. Khánh hết thời rồi. Chở chú Tuấn rồi, chú Tuấn hết thời rồi. Chú Tuấn hết thời. Nè. Qua chơi với hai chú rộm. Giờ không chơi với chú Tuấn nữa, chơi với chú Ròm nha, Khánh nha. Đó, chú Tuấn á, anh đi lại à, không muốn chơi với Khánh đâu. Chú Tuấn ai đồ top top rồi mà. Mà giờ muốn chơi với Khánh đâu, nói Khánh đi thi đại học rồi. À, vậy hả? À. Đúng mà, Khánh hết thời rồi. Em nó chơi rồi. Giờ cho đến thời của thằng Bill chơi. Nhưng mà Khánh sẽ không bao giờ chơi với nó. Bill dễ ghét quá. Nếu mà Khánh, ha. Khánh chơi với nó, Khánh cầm dao chém chết nó, cầm lựu đạn ném chết nó, cầm xăng đốt nhà nó. Khánh không muốn chơi với nó. Ghê vậy, giang hồ dữ hả? Ông đúng mà trân dịch mà. Con dịch có người chứ. Nha Khánh nha. I need a weapon. Liêu có người buồn, liêu. Im ghê luôn rồi, tắt mất luôn rồi. Ông có trúng. Đây. Để chú cho một khẩu. Yên ơi. Đừng buồn nha. Không. Giờ có thằng địch cho Khánh bế. Đây. Ờ, để có để bắn vào rồi cho Khánh bế. Súng nè. Đây. I got supplies. Đó kìa, địch Khánh dễ thương vậy mà không. Địch ở đây này, Khánh. Mark the location. Rồi, Khánh bế. Đi chơi. Rồi đi tắm biển nha. Tắm biển. Nào. Giờ là Khánh bao bữa. Mình thương bạn mà. Mình thương bạn mà. Thương bạn với bạn đi tắm biển luôn. Dã man rồi chứ. Bạn xuống nước đi. Đi xuống chút nữa. Mình sợ trúng đạn lắm. Này. Bạn đang đùa mình à? Chết rồi. Rồi bạn chết rồi. Chết rồi. Ai dám giết bạn nữa? Cảnh giết kìa, ai giết? Chú có mạng, Khánh có mạng nào đâu, chú là người giết. Ờ ha. Đó đợi mà đám người lớn không cãi lại trẻ con. Chú vậy là chết rồi chú ơi. Thôi chú thua cũng được. Không sao. Ta chú kêu này cho bời kêu khác ha.
đúng rồi. Chuẩn bài luôn á. Có đúng, chuẩn bài luôn. Moshin à. Con bắn AK không? Chú bố được AK con bắn. À, tao bắn Moshin, bắn cho nó vui. Mà không biết bắn mà phải tầm cho nó đẹp. Cầm cho nó đẹp. Chị Nguyên có cầm súng cho nó đẹp không? Không. Trời sao chị Nguyên tắt mic rồi ta? Trời ơi có mình chị mà sao chị không nói chuyện? Sao không nói chuyện với em đi kìa? Chết thiệt. Không biết nói gì hết. Trời ơi, mà gì nói. Mua nè. Nếu như có người khánh anh giả vờ khánh bắn cái nó sợ nó chạy. Thấy khôn không? Ơi, có tiếng súng. Có người bắn kìa. Có người bắn nè. Nãy giờ. Oh my god. Bắn bên này. Dạ khánh bắn Mutino. Đúng rồi, có khánh có cớp chưa? Có lấy xe đây vậy? Có cớp rồi, cớp ống nhắm. Ống nhắm mấy chứ? Nó có ống nhắm mà nó có ghi chỗ ống nhắm mà nó không có gì luôn. Không có gì luôn. Xe nè đâu. Đừng bình tĩnh chị, trời ơi chị đi sung vậy chị. Bình tĩnh chị ơi. Không, ý là có xe. Ừ, ok, có chị xe. Đi bánh rồi. Bảo Khê Khánh nè chị. Đang bị lát. Ok, cấp 3 này sống đúng. Chết vậy cấp 3, cấp 4. Có trời cao, Địch dưới school kìa. Biết school không? School đâu. Trường học á. Trường học á. Ra đằng sau ngồi với Khánh nè. Ok. Hỏi chị Uyên thử có nhớ Khánh không? Chị Uyên có gặp Khánh bao giờ đâu? Chưa gặp Khánh bao giờ. Chị bị lát rồi mọi người. Chị Uyên có chung Khánh không? Đó, trời đất ơi. Chị Uyên có thương Khánh lắm rồi. Không biết thay xe chưa à? Rồi Khánh bấm một chiếc rồi. Khánh có bằng lái máy bay rồi. Khánh đi lái máy bay luôn á. Rồi, chị Uyên xong rồi. Con ngồi sát vô đó. Không chị Uyên luôn. On my way. Xích vô đây này cắn rồi nó bắn. Khánh ơi. Nó bắn vô đích của con gà. Bó gì bó này cắn Khánh ơi. Watch out, watch out. Cổng nữa đi Khánh, đây. Cổng đây cổng nữa đi Khánh. Bắn nó Khánh. Hay quá trời ơi. Rồi cổng đi luôn cổng. Khánh cổng. Giác lên, cổng. Giác lên. Ủa tôi không mà giờ con bó gì mà vào. Đó, Khánh giác đi, Khánh giác đi. Hey. Nguy hiểm quá đi trời ơi. Nó công qua này chú ơi. Công qua này chú. Nửa kìa con boss nữa kìa con. Bắn. Watch out. Sống này chú. Ok. Ngáo với anh gồm. Anh chú gồm mà đâu. Anh gồm. Anh gồm với chú gồm là cũng tên khác gồm nha. Khác nhau quá nha. Ừ, hai người khác nhau nhưng mà tên chung giống nhau nha. Đó hai người hả? Ừ, hai người tên gồm luôn mà. Dạ vậy đâu mà thật đâu mà phát đi. Phá ke. Chú kìa trả lời đi chú. Đương nhiên là chú đều là phá ke rồi. Hai người đều là hàng riêng quýt nha, nhưng mà riêng một. Hàng gì? Riêng một. Biết riêng một không? Không biết riêu à, hàng riêu à. Bắn máy bay đi giỡn mặt với Khánh nè. Khánh bắn máy bay luôn kìa. Thôi đồ Khánh đẹp thế đâu đẹp vậy. Bắn máy bay đi mắt anh nó bay. Chú ơi, ra đây lụm. Chẳng lẽ ở dưới, ở đó có một thằng hả ta?
Xe Khánh lên xe Khánh. Hai thằng, nãy con thấy hai thằng đó. Đi Khánh. Rồi cuối cùng ai lớn tuổi hơn ai? Chú là chú là số ba hơn anh rồi. Chú số ba. Anh còn nhỏ mà. Là anh là pha ke đúng không? Còn nhỏ là pha ke đúng không? Không biết. Ê, anh ném gì vậy? Sợ mất. Lúc cái xác. Trời đất ơi, còn tông mình nữa. Ủa anh đâu? Xung cư ra. Ủa chứ anh lộn gì đâu á. Ui, anh giàu thế nhờ. Không có dừng nạn xanh nào luôn. Đây 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 đây. Gì con mặt thôi, ảm giật mà bỏ gì mọi người, phí vậy. Giàu rồi. Khánh đánh bước á, Khánh đâu có đâu, Khánh bắn mà thơm thơm với mô xin mà. Ghê vậy. Ghê. Vậy mà lắm ảm giật luôn. Ôi, trên nóc nhà, trên nóc nhà. Wow. Ấy thợ chú con trai. Ê sợ chứ con trai. À, để Khánh bắn gốc xe rồi nó khỏi đi xe. Ơ xe mình mà, xe đó, mình mà. Xe mình mà. Dở dở nó chạy ra nó cướp vì sao? Ừ ha. Không nghe tiếng chân, này sao giờ nghe nó khác dữ ta. Ừ, nó bị lỗi. Nó sao giờ nghe. Không ai đóng nhà chút. À, nó ở dưới chỗ hồ bơi này, nguyên tem luôn này. Ngay chỗ dưới chân hồ bơi. Hai con này nha, Rồng nha. Chẳng cướp đi. Chơi đừng bắn vậy. Chơi lại, đây, chơi. Chơi lại. Vô đây chơi Khánh. Bắn ngay Khánh nước miếng đồ quá. Ok ok. Có hàng leo lên xe ngồi nha, có hàng leo lên xe ngồi nha. Chết luôn. Hay quá, hay quá, hay quá. Còn một thằng. Thằng nào? Bot. Tao kêu mày đẹp hết. Rồi lướt dài ra khỏi ai lướt. Cái sáu này mọi người. Vậy luôn. Tao cho Khánh đi, cho Khánh bắn mô xin đi. Marked an enemy death crate. Từ từ chú ơi, từ từ. Sai lầm được không? Anh bước luôn rồi. Nên mà bắn luôn đi. Có Khánh này nó lát á. Kỳ ta. Có Khánh này mình không tập trung chơi được. Kỳ quá. Dạ dạ thôi trong mắt. Khánh có ít chưa? Chơi đâu. Đây, X6 đây. Nè. Nó đang ước đồ mà. I got supplies. Gì vậy? Sao vậy? Đang đi shopping. À? Ừ. Rồm có đạn xanh cho chú. Các bạn em nghĩ nha mọi người. Okay. 277 viên chú. Ủa, sao kỳ vậy? Mày chặt này cho 400 viên này. Trời đất ơi, chú hiểu rồi đó. Con đi ngược lại. Chú biết sao nó đi. Đi chú qua bên số 2 chú lấy nè. Số 2 ơi. Số 2 nhiều lắm chú ơi, giàu quá. Đi. Ok, thank you. Đang đi shopping. Ê, có người. Một người luôn rồi. Ui. Ui. Chết rồi. Lui về. Hay quá Khánh ơi. Lui về luôn Khánh ơi. Chạy về sau Khánh. Hay quá con ơi. Ơ, con khiêng đi đâu nữa vậy? Con thả xuống đây con cứu được rồi, nó ở xa. Con thả xuống. Khánh. Khiêng vô nhà luôn ơi.
Wow, trời ơi, đúng bài luôn rồi. Cảm ơn Khánh này, Khánh. Có cái khiên. Cái khiên rồi, nó ngồi cái sau, nó khiên luôn. An toàn rồi, an toàn rồi. Ừ, cảm ơn Khánh nha. Trời hay quá trời à. Ủa sao có tiếng súng nghe lại vậy ta? Hầu như là không nhận được địch ở chỗ nào luôn á, nó bị gì? Tiếng súng bị gì vậy ta? Gì mà Khánh không nghe chuyện gì hết? Đâu có biết đâu. Con nghe xong nó lạ lạ nha. Trời, anh ném bom gì chết rồi anh cứu nha. Thôi, đúng bài chị vậy đó. Thôi cắn rồi. Muốn cứu gì nữa? Thì kìa, bơm kìa. Bơm kìa. Chết chị rồi. Thôi chị bơm máu rồi. Khánh ơi, đừng ném nữa. Đừng Khánh ơi. Ném nữa. Không ném nữa thì thôi. Không ném nữa. Chăng chăng. Trời ơi. Anh cứu rồi. Đi đường sao nè mọi người? Ai đổi xe ta? Chị được cô của Khánh à? Ai mà biết cô khe tự nhiên nó lưỡng bánh. Xe mình bị thằng nào đổi hay chú? Không có bị thằng nào đổi đâu, Khánh nó bánh lúc xe á. Bánh đâu có đâu. Bánh lúc xe. Tự nhiên đổi thường người ta đâu có làm gì đâu. Người ta đâu biết gì đâu hả, đúng không? Bên này nhiều xe lắm mẹ. Chết chung đi. Từ chứ, phải bắn anh chứ. Để coi xe này bình thường không? Ôi trời. Bình thường đúng không? Ôi rồi luôn. Nó hết bình thường. Nè, bất lực. Lên đi chú ơi. Bất lực luôn á Khánh à. Đi Khánh. đây, nổ xe chết hết giờ. Xe nó bị tàu lao, nó bị lũng. Thằng trên đồi chạy luôn nhiên, rồi. Sao xe tự nhiên mất bắn là. Nó vẫn còn quẩn ở đây. Trời ơi Khánh ơi, vợ lên đồi hết được luôn nè Khánh ơi. Được mà. Get in the car. Không có tin vào cái xe. Nó xảy một băng đạn mà 249 là nổ xe. Chả có đạn không? Còn lấy đạn nào? 45 viên đạn mà thanh à. Đạn trắng hả? Đây chị cho nè. Chú ra chị đi. Đây nè. Ủa mình. Cho nè. Ủa Sao Khánh rảnh quá, tự nhiên đang bắn, tự nhiên đứng nhảy ra. Cái gì ta, sao rảnh quá ta? Chú thiếu đạn không? Có. Chú không đứng. Rồi, thank you. Nên bắn x3, x4 nè. Có xe tới gì vậy? X3, x3 đi. Bắn x8. Bắn x3 đi. Chú Gồm làm được như vậy không? Chú Gồm. Đâu? Hai chú luôn. Đâu? Một chú. Một chú. Đâu, làm gì vậy? Chịu, không biết làm. Gieo. Gieo à, làm còn, được hay còn vậy? Còn chú làm mấy. Ừ, hay quá ta. Làm đi. Giờ làm bao nhiêu hình phạt? Không làm được bao nhiêu hình phạt. Vô bò chứ. Đừng xíu nữa. Chị không biết nha, để cái đi. Vô bò đã. Chưa bao rồi chịu hình phạt Khánh ơi, đi. Ủa gì vậy ta? Nữa thì. Gì vậy ta? Gì kỳ vậy ta? Kỳ vậy ta, đúng kỳ luôn ta. Bảo thù xe gì ta? Thù này trời. Cái gì mới nghe tiếng lửa ta? Gì vậy ta? Không biết gì luôn á. Không biết gì luôn á ta ơi. Bơ mẹ. Bắn cái gì? Rồi luôn. Do tại rồi một người đã bị hack nít. Á đù, chơi gì mà bị hack nít luôn rồi. Thằng ngu rồi, nó chơi cùng mình chú ba rồi.
Đúng rồi. Sao Khánh biết hay vậy? Ai nói Khánh vậy? Ờ, có gặp trường hợp quá trời luôn. Anh cũng bị có một ạc bay 10 năm. Có một cái ạc của Khánh bị bay 10 năm á. Ghê à? Hát hả? Khánh hát hả? Ông có trực chung với ông hát hay sao? Trực chung với ông hát. Chú còn non và xanh lắm. Chú còn non và xanh lắm. Ở đây có cái xe bị bắn. Mark the vehicle. Mark the vehicle. Khánh cũng còn nâng và xanh lắm. Không ai bắn ngoài Khánh đâu. Ủa? Sao mà mình sau nay mình gà vậy ta? À, leo lần 1 hiện gì thấy kỳ kỳ. Đố Khánh leo được lên đây. Dạ mà. Khánh là trên sân thượng đó đi Khánh. Trên thượng đó hả? Ừ. Đúng cái rồi. Đi ra. Hay quá ta, lên được tới đấy luôn rồi kìa, rớt rồi. Trời đất ơi, tưởng gì? Tưởng cái gì vậy? Cái này con nó 8 tuổi còn làm được. Ừ. Khánh là Khánh lớn rồi đúng không? Khánh đúng rồi. Tuổi. Nắm mưa đi đập. Mưa ngầm phúc. Xe tới, xe tới, xe tới. Hay lắm. Ủa sao tiêu diệt luôn rồi con thằng à? Bị ngáo à mày? Con thằng rồi chứ. Mày bị ngáo à mày? Mày bị đau rồi. Mày tính một mình mày cân bốn hả? Mày áo ma. Có đâu. Có Khánh ở đây mày dám bò đầu vào đây. Ghê thật. Liệu. Dám luôn liều xe chứ. Luôn. Vô luôn chú ơi, có xe đi chú ơi. Ừ. Ờ, bởi đi bà bồ. Không, không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Ủa? Ôi, anh ném bơm vậy? Khánh á. Vậy xe luôn. Ủa vậy là Khánh? Mình định ném sờ móc. Rồi sao? Ném sờ móc. Mãi cà chứ. Ném sờ móc vậy là xong rồi. Ừ. Ừ là trời Khánh. Con lên nóc nhà chưa? Con lên nóc nhà chưa? Ở dưới nè. Nó khó lên dữ vậy trời. Lên được nóc nhà chưa? Còn đúng một em nữa anh em ơi. Tao không lên được. Hai tem của bạn, tại vì hồi nãy nãy bắn lộn trên kia là bên con bên đâu ta bên con qua chỗ này con đu nè, đây nè con đu chỗ này nè. Mark the location. Góc bên đúng trái á. Mà... góc bên trái. Anh ta con không muốn làm thôi. À vậy hả? Vậy hả? Trời đất ơi, tại không thích làm thôi đúng không? Đi có người đúng tới, rồi. Có người, có xe tới, có xe tới. Ừ, có xe bốc bi kìa. Để thêm một hòa đẹp chết trai rồi, nữa rồi. Hai thằng đó chú. Ừ. Khánh cẩn thận nha Khánh, còn nha Khánh nha. Còn một đứa chạy trống ở đây nè. Không phải xe máy. Khánh cứu chị. Cơ hội của Khánh rồi. Chị đây này. Ok, đi đâu vậy Khánh? Cứu luôn đi Khánh. Con Khiên đi đâu vậy? Ngồi ngồi đây cũng Khánh. Ủa, nó đâu? Chị hết máu rồi. Chị có hết máu rồi Khánh ơi. Có hai đứa nóc rồi. Thả chị xuống đây, chị sắp hết máu rồi kìa. Cứu chị đi. Có hai đứa thôi, còn hai đứa nữa đâu ta. Thiệt cái chơi lần nào với Khánh. Ủa hồi nãy lia chưa anh? Lia. Bóng kìa, bóng kìa, bóng kìa Khánh.
bom đâu vậy, ai ném vậy? Sao Khánh ném không? Khánh ném. Ném. Ném lộn. Ném lộn. Ném lộn. Ném lộn. Đấy, Khánh tới ra được. Cho Khánh thể hiện. Ừ, để Khánh thể hiện. Ok. Nó ở gần lắm con, ở gần lắm á. Watch out. Để Khánh nói chứ nhắm. Cha thấy bà luôn mà ở gần. Còn hai đứa nha, ngay đó luôn á. Chóng quá nhờ. Watch out. Ừ, thôi thôi, chưa thôi. Khánh chạy qua đây chơi Khánh. Mẹ cứ nói nhiều quá nhỉ. Ui, Khánh bánh kìa. Ôi, Khánh hát kem gì vậy? Ui trời, ghê vậy. Mấy cái băng đạn kìa. Thì là 500 viên. Khánh hát đạn rồi. Chạy 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 chút, chạy tới dưới đó luôn rồi, đủ để chết tiền. Con xuống đi nè. Ok 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 ok. Bảo yên, đổ bãi sung nè. Không chạy thôi. Chứ không bắn. Bắn đi đâu. Ê đừng có bắn. Tha cho người xem up bay đừng. Trời đất ơi, đúng bét KS luôn á bà con. Đúng con một viên luôn. Đừng có bắn nó. Ê để cho bắn hai. Hai. Đừng có bắn nó nữa. Ok ok. Ok ok ok. Ăn cuối để Khánh đợi, đừng có bắn ngủ. À rồi rồi rồi. Ok ok ok. Tại nó bắn chị chắc chết. Ở đây có the nè chú ơi. Ok chú thấy rồi. Để nổ luôn. Trời. X8 ôi dồi, nó bỏ quá trời nè. Đưa chú cho X8 con bắn sờ nhít này. Đâu? Đây đây đây, đợi chú chút. Mày, đây, đây. Đi kiếm người cho Khánh bắn rồi. Đi khả năng. Đây đây đây, X8 là con này. Đừng có chơi suối, lớn rồi không ai chơi suối hết á. Hiểu không? Đi. Đi kiếm cho Khánh đi, bắn. Đi, okay. đi với bảo viên này có mong sống sót không chú? Hơi bị nguy cơ à. Có cái nằm nó nắp hầm ở trên kia anh em ơi. Mark the location. Chạy nó trước. Tên tự nhau vậy luôn á. Không. Khánh bắn ai vậy Khánh? Mày đang đi kiếm người cho Khánh mà. Khánh bắn. Khánh bắn mất bể, bắn tre luôn rồi. Ôi là trời, Khánh ơi. Sao em nỡ lòng nào? Nỡ lòng nào? Chết á. Mấy cái xe. Trốn đâu rồi đó? Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm hả? À, đây, đây. Watch out. Ồ nó ở đấy. Chạy chạy ra nè, chạy nè. Chạy vòng bo đường không ta. Ai chạy bắn kìa. Đi. Cho anh bắn. Khánh bắn đi, Khánh bắn đi. Ừ Khánh bắn đi, anh đâu bắn đâu. Game up đi, game up đi đừng có bắn. Watch out. Game up là bay à. Đâu mà game up đi. Game up bay à. Sao bay à? Còn giờ người ta không cho team up. Đó thì xe máy nè. Đó, đi xe máy này Khánh. Bắn đi, này, chị này. Đâu bắn nó không? Ê, đấy, đấy. Chạy ghê, chạy ghê, chạy ghê. Đừng có bắn. Chạy vô khu nhà rồi. Rồi xong, mình mất lợi luôn rồi. Mình mất lợi rồi. Vô khu nhà đó khi nó có như Khánh. Nó có điểm cover. Khánh cái chạy nhông nhông á, bắn nó bắn á Khánh nha, nó không có thêm úp đâu Khánh nha. Đây này. Mark the location. Rồi. À, người Việt Nam để thử coi. Khánh bắn. Má, Khánh nhảy vậy mà nó không tha kìa. Bắn chết cha nó. Chết rồi chú ơi. Ậu ơi chú ơi, nó hai trúng hai viên rồi chú ơi. Nó trong sau hàng rào á, nó sau hàng rào á. Chín là chín.
Mày phải chết. Dám bắn đồng đội của chú. Liều. Mày trong đêm ức mà mày không chịu mày thay rồi rồi. Đúng rồi, đã rủ tem ốp mà không chịu. Liều. Sắp ra. Thì ra mày chọn cái chết. Thì ra mày chọn cái chết.